câu giải quyết dứt điểm vụ cô giáo quỳ bên xe hơi chủ tịch. Tỉnh Nghệ An đồng ý cho thêm thời gian để nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định, nhưng cương quyết đình chỉ hoạt động của cơ sở mầm non chưa đủ điều kiện. Liên quan vụ việc cô giáo quỳ gối xin cho cơ sở mầm non hoạt động, ngày 17 tháng 6, ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, tại cuộc họp giữa các bên trong ngày 16 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đồng ý cho nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Giáo dục Minh Sang hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định. Sau đó, tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương xem xét tiếp tục cho phép cơ sở mầm non tư thục tuổi thơ hoạt động trở lại. Ông Hiền cho hay quan điểm của huyện là xử lý nghiêm túc đúng chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại kết luận của đoàn thanh tra những ngày tới. Nếu cơ sở giáo dục không chấp hành, huyện sẽ có giải pháp cương quyết, thậm chí là cưỡng chế để cơ sở không được tổ chức dạy và học trái phép. Ông Nguyễn Trọng Toàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An khẳng định việc các cô giáo quỳ là hành động không thể chấp nhận được, đó là hành động thiếu kiềm chế, gây ảnh hưởng hình ảnh của nhà giáo trong xã hội. Lãnh đạo tỉnh sẽ giao Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan vì để xảy ra sai phạm trong việc thực hiện dự án của công ty Minh Sang. Theo ông Hoàn, sở cũng yêu cầu nhà đầu tư chấp hành kết luận của thanh tra về việc đình chỉ hoạt động nhóm lớp mầm non độc lập cho đến khi hoàn tất thủ tục bàn giao đất. Chủ đầu tư làm việc với cơ sở mầm non ổn định tâm lý cho giáo viên và yêu cầu không tái diễn hành vi bộc phát ảnh hưởng xấu đến hình ảnh nhà giáo. Từ ngày 18 tháng 6, không tổ chức các hoạt động giáo dục tại địa điểm đang thực hiện thủ tục bàn giao đất thực hiện dự án. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Chương phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền sớm ổn định tình hình, chỉ đạo trường mầm non thị trấn Thanh Chương, trường công lập tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc các cháu theo nguyện vọng của phụ huynh trong thời cơ sở tuổi thơ bị dừng hoạt động. Kết luận buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định việc chấp thuận đầu tư dự án trường mầm non tư thục ở huyện Thanh Chương là hoàn toàn đúng về chủ trương khuyến khích phát triển xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, chủ đầu tư chưa hoàn thành việc bàn giao đất, chuyển nhượng tài sản mà vẫn triển khai xây dựng, tiếp nhận, chăm sóc trẻ là sai quy định. Tỉnh Nghệ An đề nghị các sở ban ngành liên quan tham mưu các thủ tục thu hồi đất, bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo pháp luật hiện hành. Trước đó, ngày 12 tháng 6, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân thị trấn Thanh Chương làm việc tại cơ sở mầm non tuổi thơ yêu cầu cơ sở này tạm dừng hoạt động để hoàn tất thủ tục pháp lý. Sau buổi làm việc, các cô giáo mầm non tại cơ sở trên đã quỳ gối xin nhà chức trách đừng đình chỉ hoạt động cơ sở này. Sự việc trên đã gây xôn xao dư luận tại địa phương. Video ghi cảnh này cũng lan truyền trên mạng xã hội. Tài năng như bộ trưởng mà không dám từ chức. Chiều ngày 11 tháng 6, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục. Khẳng định đây là dự luật quan trọng, đại biểu Sơ Hở Bơ Khắp Gia Lai đề nghị luật này phải được sửa toàn diện, với tinh thần không vội vàng, có thể xem xét qua 3 kỳ họp, để ban soạn thảo có thời gian, điều kiện nghiên cứu, tiếp thu nhằm đảm bảo hiệu quả, khi cho ra lò một sản phẩm, không theo tư duy nhiệm kỳ. Dẫn câu thơ của Bác Hồ, hiền giữ phải đâu là tính sẵn. Phần nhiều do giáo dục mà nên, vị đại biểu nhận định, trong thời gian qua, tôi nhận thấy Bộ Giáo dục và Đào tạo gần như buông lỏng hai chữ giáo dục mà chỉ lao vào tập trung cho hai chữ đào tạo với các vấn đề liên quan tới các vấn đề bạo lực học đường, khiến các đại biểu lo lắng tột cùng, đạo đức học đường xuống cấp. Bà nói, chúng ta có từng nghĩ tại sao đất nước đang ngày một phát triển mà đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp? Nguyên nhân từ đâu, do ai và ai là người phải chịu trách nhiệm cho mâu thuẫn này? Bản thân tôi nhận thức đây không phải trách nhiệm của riêng ai. Ai được sinh ra trong cuộc sống này cũng muốn mình là người tốt, người giỏi. Nhìn thẳng vào sự thật, ta thấy hiện nay, nhà nhà đào tạo thủ tướng, trường trường đào tạo bộ trưởng. Và tiếp, kết quả là, học sinh chưa vào lớp 1, đã thuộc bảng cửu chương và nói tiếng nước ngoài như gió, để thi tuyển đầu vào lớp 1. Lên cấp 2 thì giỏi toàn diện, cả văn toán, ngoại ngữ, với thang điểm tuyệt đối. Vào cấp 3, thì thuộc xử người như chính mình. Được sinh ra và lớn lên tại xứ sở ấy, nhưng chả mảy may suy nghĩ, cha ông đã đổ máu, để giành độc lập dân tộc. Để bây giờ mình cầm cờ người,
đi tham gia biểu tình, gây rối trật tự an ninh, hay về nhà đội khăn màn, rồi đập phá bàn thờ tổ tiên của ông bà. Vị đại biểu này rất chứng. Đại biểu sơ hở bơ khắp, cũng cho rằng, có những người ưu tú hơn nữa, học các nghề giáo viên. Bác sĩ. Đây là những nghề trong đời, ai cũng ít nhất một lần có liên quan. Nhưng thầy cô vẫn có những người, yêu thương học sinh tới mức. Cách gõ thước lên đầu học sinh, kèm theo câu nói, học ngu thế này, làm sao sau này thay cha. Bác sĩ cũng có những người. Hành nghề với mục đích kiếm tiền, nên bệnh nhân đau một, thì sẽ vẽ ra 10. Tôi đề nghị hai ngành này, điểm tuyển đầu vào phải cao như trước đây. Không phải đại trà như hiện nay. Và rồi, tài năng như vị trí của một bộ trưởng, nhưng không dám nhận năng lực. Lãnh đạo quản lý của mình kém, không dám hiên ngang tuyên bố, nếu còn để xảy ra sai sót sẽ từ chức, mà tất cả là công việc chung của chính phủ. Quốc hội, ABC, vị đại biểu thẳng thắn. Trong dự thảo luận, tại khoản 1 điều 27 có nêu, mục tiêu giáo dục phổ thông. Nhằm phát triển toàn diện, về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân. Tính năng động, sáng tạo, hình thành nhân cách, con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, và trách nhiệm của công dân. Đại biểu nói, vâng. Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới. Và đây là nội dung tôi thấy tâm đắc nhất. Khi đọc cả dự thảo luận, nguy cơ của Việt Nam bây giờ là chỉ quan tâm tới trí tuệ mà bỏ qua cảm xúc, giá trị cảm xúc. Chúng ta đừng quên rằng, khiến con người khác với con vật khác là có cảm xúc. Nếu chúng ta tiếp tục tiến hóa theo cái cách như vài năm vừa qua, qua xu hướng mà giáo dục đang đi, thì chả mấy chốc, con cháu chúng ta trở thành những con robot vô cảm, thiếu lòng tự tôn dân tộc. Sống vị kỷ cá nhân, không dám tự chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của mình trước cộng đồng và pháp luật. Đại biểu này cảnh báo. Trong thời gian trả lời chất vấn, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thường xuyên nhắc đi nhắc lại việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, học sinh khi các đại biểu chất vấn các vấn nạn của học đường, nhưng không đưa ra phương án giáo dục, cải thiện đạo đức cho học sinh và giáo viên. Vì vậy, đại biểu này kiến nghị ban soạn thảo tiếp thu nghiêm túc ý kiến của đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước để hoàn thiện dự luật một cách có hiệu quả với mục đích rõ ràng. Về 4 chữ giáo dục và đào tạo, không phải để chăm chăm cho việc khai thác tạo ra đồng tiền thông qua các chính sách của Đảng và nhà nước về giáo dục. Tổng thư ký Quốc hội, luật an ninh mạng sẽ bảo vệ doanh nghiệp và người dân. Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Thanh Niên. Liên quan tới hai dự luật nhận được nhiều ý kiến khác nhau tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội là luật an ninh mạng và luật đặc khu. Trong đó dự luật đặc khu được Quốc hội lùi lại để thông qua tại kỳ họp sau, còn dự luật an ninh mạng lại được thông qua với số phiếu cao. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định bản chất hai dự luật này khác nhau. Theo ông Phúc, đối với luật an ninh mạng, khi có trao đổi, ý kiến, phản hồi từ các chuyên gia, cử tri, Quốc hội đã lắng nghe rất nhiều. Sau đó, cơ quan thẩm tra soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh lý rất nhiều. Khi đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến đại biểu Quốc hội rồi, thì việc thông qua với tỷ lệ phiếu rất cao là điều đương nhiên, ông Phúc nói và cho rằng, vấn đề quan trọng là, phải truyền thông để người dân hiểu. Các ý kiến cho rằng, khi luật an ninh mạng được thông qua, sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh, của doanh nghiệp, hay quyền lợi của người dân thì không phải. Ngược lại, luật này chính là bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và quyền lợi của người dân, ông Phúc khẳng định. Đồng thời cho biết, dự án luật đặc khu có nhiều vấn đề, rộng hơn luật an ninh mạng nhiều, nên Quốc hội thấy cần lùi lại. Để có thời gian trao đổi, nghiên cứu thêm. Facebook, Google chưa có phản hồi về luật an ninh mạng. Trao đổi thêm về luật an ninh mạng vừa thông qua. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh Quốc hội, cho biết, trong quá trình thẩm tra và chỉnh lý dự án luật, Ủy ban Quốc phòng An ninh đã hết sức lắng nghe ý kiến của cử tri, của các chuyên gia. Nhiều vấn đề trong dự án luật chính phủ trình sang đã được tiếp thu, chỉnh lý để đáp ứng yêu cầu về an ninh mạng. Ông Hồng khẳng định, không có chuyện việc luật an ninh mạng sẽ ảnh hưởng tới các doanh nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet. Ngược lại, đạo luật này tạo ra một cơ chế pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cũng theo Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh cho biết, cho tới thời điểm này, Facebook và Google vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào về luật an ninh mạng vừa thông qua. Phóng viên hãng Reuters tiếp tục đặt câu hỏi với ông Hồng, cho rằng việc luật an ninh mạng yêu cầu các doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam sẽ làm doanh nghiệp như Google, Facebook tốn kém chi phí.
Bên cạnh đó, Facebook và Google đều cung cấp nhiều dịch vụ cho các doanh nghiệp Việt Nam. Do đó, nếu hai công ty này bị ảnh hưởng, thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ông Hùng cho biết, theo số liệu chính phủ cung cấp, thì hiện có 18 quốc gia đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải lưu trữ dữ liệu tại quốc gia đó. Đây là yêu cầu cần thiết, vừa bảo vệ an ninh quốc gia, vừa đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của công dân đã được hiến pháp quy định. Chính phủ đang tích cực chuẩn bị luật biểu tình. Phóng viên báo Thanh Niên tiếp tục đặt câu hỏi về việc có ý kiến cho rằng, từ những vụ việc tụ tập đông người, quá khích vừa qua xảy ra tại Bình Thuận, Khánh Hòa cho thấy cần thiết phải xây dựng luật biểu tình hay luật về hội, tuy nhiên, tới nay, hai luật này vẫn chưa có trong nghị trình của Quốc hội. Dù đã được nhắc tới từ lâu, trả lời câu hỏi này, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng rất quan tâm tới luật biểu tình. Năm 2016, khi xây dựng dựng chương trình luật, pháp lệnh của năm 2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị chính phủ sớm hoàn thiện dự án luật này để báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho ý kiến. Hiện nay, chính phủ đang tích cực chuẩn bị. Đến khi nào chính phủ hoàn thiện, sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho ý kiến, ông Phúc khẳng định.